Rồi tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tôi lên một clip gồm 12 cây câu nha anh em. Thì 12 cây câu này 12 cây câu he chi, hàng chi anh em có kinh bè, chín ghe chín thuyền. Thì phần này là phần he chi nè, phần bên đây là phần câu ngâm dạng 2m4. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước đi, thanh toán nếu mà lỗi clip lên á thì sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Để lên cái thứ nhất mừng tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây he chi. Thì cây he chi này một cây he chi của Suzumi. Cây này còn túi luôn, còn túi còn hộp, còn rất là mới luôn. Thì cây này một cây cần của Suzumi, hàng của Korea xuất Nhật, cứng mừng, dài 1m8. Thì thông số này mọi người, đó, dài 1m8, nặng 115g, đọt là 1 ly đó. Thì cây này nó sản xuất tại Korea nha mọi người, sản xuất tại Korea, giá 12.200 yên, nó ra đâu đó tầm khoảng 2.500.000 tiền Việt Nam. Đó, hàng của Suzumi. Thì cây này còn túi còn hộp luôn, hàng rất là mới, dạng hàng trưng bày. Đây, hàng foil carbon. Đó. Fan này là fan Fuji nha anh em, fan Fuji nhá. Đó. Bắt tới đây. Suzumi cứng 10 và 1.8, hàng rất là ok luôn. Phèn đây, bu đây. Đó. Cái này câu hanh cháp khỏi chê luôn á. Câu trên bè, trên ghe thuyền, câu cá đẳng đồ đồ gì đó, rất là ok nhá. Rồi, giá cái thứ nhất, giá là 750k nha mọi người, 750k cái số 1. Rồi, tiếp theo lên cho mọi người cái số 2 nha mọi người. Cái số 2 em lên cho mọi người là một cái cần he chi. Hàng này còn full hộp luôn, hộp túi hai đọt. Thì cây này một cây view. Đó. Cây view này hàng của China xuất Nhật nha. Còn túi sẽ hướng dẫn đầy đủ nha mọi người. Thì cái này hai đọt, một đọt cứng mừng, một đọt cứng 20. Đọt cứng mừng á, độ cứng đọt của nó là 0.8, đọt cứng 20 đọt 1 ly 2 nha. Thì cái này nặng 109g. Đó, dài 1m8. Hàng của China xuất Nhật rõ ràng nha mọi người. Đó. Thì cây này chẳng hàng trưng bày còn rất là mới luôn. Đó. Loại này thì thích hợp cho anh em câu hanh cháp này, câu hanh cháp có trên ghe, trên bè, trên thuyền. Anh em có thể câu tôm cũng được, rất là ok luôn. Càng rất là mới luôn. Hai đọt phen đều ok hết, phen keo chỉ ok hết. Đây. Rất là đẹp nha anh em. Rồi, cây số 2 giá công khai là 850k nha, 850k cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 là mọi người một cây cần của hàng Romet. Hàng Romet. Thì cây này của Korea nha anh em, Korea xuất Nhật. Thì cây này bát của nó là bát hạng bát thường. Đó, bát thường cũng còn bát cũng rất là đẹp. Đó. Phen là phen thường, đó, phen hạng. Phôi của nó là phôi carbon nha anh em, chất liệu là chất liệu carbon. Cán là cán ba khúc đời cao nè. Đó. Loại này thì vẫn chi anh em câu trên bè trên thuyền nha anh em. Hàng này độ cứng nó ra tầm khoảng 50 thôi, độ cứng rất là dịu luôn nè. Uống công hình chữ C cho anh em luôn. Đó. Rất là cảm giác. Thì cây này dài là 1m8 nha mọi người, dài 1m8, đọt tháp. Uống công hình chữ C nè, rất là dịu nha. Đó, câu cực kỳ cảm giác. Thì cái này nặng 110g, đọt 1 ly, dài 1m8, giá công khai cây số 3, giá là 400 nha anh em, 400 cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người một cây hàng của Alpha Taco, một cây hàng của hàng Korea nha anh em, hàng Korea xuất Nhật. Thì cây này có một đọt, đọt này cứng tầm khoảng 15-20 nha anh em. Đọt cứng tầm khoảng 15-20. Đó, test đọt cho anh em xem luôn. Đọt cứng tầm khoảng 15-20. Hàng này vẫn hàng he chi nha anh em, hàng chi, cán máy chèo, foil carbon. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Tổng thể cây này nhìn còn rất là ok nha mọi người. Ngoại hình tương đối sạch sẽ. Tem đầy đủ nha.
Thì cái này nặng là 100g, đọt 1 ly, dài 1m8, độ cứng từ 15 đến 20. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 650k nha anh em. 650k cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người một cây cần của hàng cao su. Cao su một dòng nội địa. Thì cây này vẫn là một cây Hachi, phôi phôi carbon. Batabat Fuji Japan. Đó. Batter cao nhé. Thì cái này dài 1m8, độ cứng cái này ra tầm khoảng 10 nha anh em, độ cứng tầm khoảng 10 thôi. Rất là dịu luôn. Fan của nó vẫn là fan Fuji nha anh em, fan vẫn là fan Fuji. Phôi phôi carbon. Đây cũng vậy. Tất cả đều ok hết nha anh em. Hàng còn đẹp, không lỗi lầm gì hết. Thì cái này nặng là 95g, bọt là 1 ly, dài 1m8. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 750 nha anh em, 750 cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người và một cây cần của Suyumi, một cây cần đời cao. Suyumi thì cái này hàng của China xuất Nhật nha anh em, hàng của China xuất. Foil carbon hay da nè. Sẵn găng guốc nè. Rất là đẹp luôn. Thì cây này nó dài 1m8 nha anh em, dài 1m8 thì cái độ cứng ra tầm khoảng 15 nha anh em, tầm khoảng 15. Độ cứng ra tầm khoảng 15. Thì thông số này là thông số lô của mực nè, đó. Bát của nó là bát Fuji nè, fan là fan Fuji. Đó, bát Fuji, fan Fuji. Buông chống sắn. Đó, bát Fuji, fan Fuji buông chống sắn. Ở đây. Thì ngoại hình cái này thì tương đối mới rồi, nó mới ra tầm khoảng 92-93% đó. Rất là ok luôn. Bát Fuji. Cán 2 khúc đời cao nè, cán 3 khúc đời cao. Thì cái này nặng là 98g, đọt 1 ly, dài 1m8. Giá công khai cây số 6, giá là 700 nha nè, 700 cây số 6. Cây số 7 chứ. 1 2 3 4 5 cây số 6, cây số 6 giá 700 nhé. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần nghệ nhân. Đó. Một cây nghệ nhân dài 2m1 nha anh em, dài 2m1. Cần trúc. Chất liệu liệu carbon. Đó. Cán cần quấn khá là đẹp nè. Đó, Batabat Fuji. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji loại xám. Mấy khúc này họ làm mấy cái đốt đốt nè, rất là đẹp luôn. Đó. Làm mấy cái trúc luôn. Hàng chất liệu carbon. Fan ok hết nha anh em. Fan ở đây. Thì cây này đầu cứng tầm khoảng 10 thôi nha anh em, tầm khoảng 5-10 thôi. Đầu cứng khá là dịu á. Loại này câu cảm giác thanh chấp, câu tôm là khỏi hết bài luôn. Cần 2m1. Quấn cán rất là đẹp luôn. Thì cái này dài 2m1, nặng là 90g, đọt 0.8, đọt cứng tầm khoảng 50. Rồi, giá công khai cây số 7, giá quấn là 700 nhé, 700 cây số 7. Tiếp theo cây số 7, cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây cần chiên cho anh em câu bè. Lâu lắm rồi mới lên cho một cây cắm gốc thế này. Cây cắm gốc nha anh em, cắm gốc câu bè. Cán là cán dẹp nè. Trên đây là mút. Thì cây này là một cây hàng nội địa, một cây hàng nội địa. Batabat Fuji nha anh em, Batabat Fuji xem quang. Cây này là cây cần của Nagato, hàng nội địa nha anh em, dài 1m8. Thì hàng Winato thì nó được cái là phôi nó rất là chắc luôn, rất là nổi tiếng. Và fan của nó là fan xít nha anh em, fan của nó là fan xít. Đây, đóng bụi nè. Cần mới về luôn á. Fan của dòng Winato là fan xít thách. Đây, fan xít bấm. Cần này đọt là đọt đặc nha anh em, đọt là đọt đặc. Đó. Fan xít nha anh em, fan xít nha. Đó, fan này cũng khá là đắt tiền á. Đây, đó, đóng bụi nè, nào. Mới về chưa vệ sinh luôn. Đó. Bù cũng là bù xít nha, bù xít.
Cái này đánh dây nó ra dây rất là ok luôn, à, ra dây với kéo dây cực kỳ mướt. Thì cái này nặng là 315 g, đó 350 g, hai đọt, một đọt 2 ly 3, đọt cứng tầm khoảng 50 nha nè, đọt 2 ly 3, đọt cứng tầm khoảng 50, 50-80, đó. Đọt 3 ly đọt cứng tầm khoảng 100 đến 120 nha nè, anh em đánh bầu lực thoải mái nha. Đó, câu chín bè, chín ghe, sân hàng. Rồi, giá công khai cây số 8, giá 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Đó, thì cây này một cây Shimano Halliburton. Một cây Shimano của Indo sản xuất. Thì cây này cứng 30, dài 2m1 nha nè, cứng 30, dài 2m1. Phen là phen Fuji nè, đó, phen là phen Fuji. Bu của nó là bộ xít nha anh em, bu là bộ xít, phen là phen Fuji nha. Tổng thể cái này ngoại hình nó mới ra tầm khoảng 95 nha anh em, 93-95%, rất là mới luôn. Đó, phen kỹ keo đều ok hết. Hàng Ấn Độ sản xuất. Bát tầm bát Fuji tam quan. Cực kỳ ok nha mọi người, đó, càng cực kỳ ok. Thì cái này nặng là 200 g, đọt 2 ly, đọt cứng 30, dài 2m1, giá công khai cây số 9, giá 700 nhanh nè, 700 cây số 9. Tiếp theo cây số mừng, cây số mừng lên cho mọi người là một cây cần của Ryobi. Cây Ryobi thì cái này được sản xuất tại Korea, foil carbon, fan của nó là fan cọ, fan bấm nha nè, fan bấm Fuji, fan đỏ xám nè, rất là đẹp nhé. Bát là bát Fuji tam quang, phôi carbon, sẵn hai da nè, sẵn lớp trong mọi người. Đó. Thì cây này cứng 50, dài 2m4 nha anh em, cứng 50, dài 2m4. Phen ở trên đây cũng rất là đẹp nè, phen đều 3 Fuji, phen bấm. Bu của nó là bu xít nha anh em, bu xít carbon sẵn găng guốc nè. Bật sẵn nha anh em, càng đẹp. Rồi, cái này nặng là 410 g, tại vì gốc của nó là gốc đó trọng anh em, gốc cầm khá là nặng tay. Đọt là 2 ly 9, cứng 50, dài 2m4, giá công khai cây số mực, giá quán là 700 nha nè, 700 cây số mực. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11 lên cho mọi người một cây thuộc dạng hàng hệ rồi. Đó. Cây 11 lên cho mọi người một cây cần của Ryobi. Thì cây này dạng hàng xịn nhánh em. Đó. Đây, fan của nó là nguyên bộ là fan xít hết nè mọi người. Đó. Phần những cây hàng phôi chuẩn người ta mới lên như vậy thôi. Đây, phôi carbon, hai đọt, một đọt cứng 30, một đọt cứng 50. Đó. Loại này về anh em có lăng xe nhé. Fan xít hết nha anh em, fan xít hết. Fan này nó kháng muối nha mọi người. Fan xít hết nè. Đó. Bát là bát Fuji. Bấm. Thì em ở đây em hay câu thì em cũng lựa mấy cây xít nè, em câu. Ra dây mới kéo dây mướt cực kỳ. Đó. Đây, cái ba đây, xít luôn nha mọi người. Đó. Tất cả đều là fan xít. Bu xít. Ngoại hình cái này thì còn tương đối ok, không có xuất sắc gì nhiều. Đó, hai đọt. Cũng đều khá là ok hết. Đây, đó đây, đó. Thì cái này nặng là 235 g, đọt 1 ly 8, đọt cứng là 30, đọt 2 ly, đọt cứng là 50. Thì giá công khai cây số 11, giá là 850 k nha anh em, 850 k cây số 11, một cây nguyên bộ fan xít đó. Tiếp theo cây số 12, thì cây số 12 em lên cho mọi người một cây hàng đẳng cấp của Đài Hoa. Thì cây này còn túi nha anh em, còn túi. Thì đây là một dòng Đài Hoa hàng của dạng Hechi nha anh em đó. Dạng đánh cảm giác. Thì cây này một cây Đài Hoa, fan là fan xít gòn nha anh em, fan xít gòn. Đây, xích gòn. Đó, đây, để từ xa cho anh em xem. Đó, rất là đẹp luôn. Cái
cây độ mới tầm khoảng 92-93% nhé. Cán là cán gỗ, quăng họa tiết đến đây đó, rất là ok. Carbon sẵn báo tầm bát Fuji tem quang, cán cầm ở trên này cũng rất là đẹp luôn nè. Thì cây này dạng anh em câu hanh cháp, câu cảm giác rất là thích hợp nha. Độ cứng cái này, độ cứng có 10 và 20 thôi nha anh em. Đó, độ cứng 10 20. Tem sức Nhật đầy đủ nha. Đó. Đọt đọt thấp. Phen là phen xích. Xích con bu cũng vậy luôn, hàng nguyên zin. Rất là mới luôn. Bọn sẵn găng gút đây cũng vậy. Đây độ cứng nó có để trên cằn, đây độ cứng 5 và độ cứng 10, độ cứng 15 và 20. Thì cái này nặng là 215 gram, đọt 1 ly độ cứng 50, một đọt 12, đọt 1 ly 2 độ cứng 15-20 nha anh em. Rồi giá công khai cây số 12, giá là 1.200.000 nha mọi người, 1.200.000 cây số 12 cây đây qua. Rồi đó tổng cộng 12 cần 5 300 hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt đem lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.